tự làm tương cà 100% từ cà chua không chất bảo quản không chất ổn định không chất điều vị 621 mà nôm na gọi là bột ngọt đấy tất nhiên là rất là dễ làm và quan trọng nhất là ngon nào làm cùng mình nhé ở đây mình có 575 g sốt cà chua mình tự làm cho hết vào máy xay sinh tố 440 g giấm gạo cho vào hai lọ sốt cà rồi sóc lọ mạnh lên nha cho nó sạch khẩu vị mình hơi chua nên bạn có thể giảm lại cho phù hợp và để cho giấm bớt gắt hơn bạn có thể dùng giấm rượu hoặc nấu giấm lên trước thì sẽ bớt gắt hơn thêm vào một gam đinh hương bạn để đinh hương nó mềm ra một chút rồi xay thì nó mới mịn giờ thì đổ hết ra nồi vét cái cối cho sạch sạch đỡ phí nha Thêm vào 240g mật ong cho nó xịn sò 190g đường Bắt lên bếp nào Mở lửa nhỏ nhỏ thôi Thêm vào 3g bột hành tây và 1,5g bột tỏi Khuấy đều lên cho nó tan Rồi giờ cứ để nó sôi lăn tăn cho đến khi đạt được độ sánh mong muốn Lâu lâu khuấy không là nó bị cháy nha Với việc tự làm tương cà như vậy Bạn có thể điều chỉnh độ chua ngọt mặn Hoặc sáng tạo bằng cách thêm vào những loại gia vị hoặc thảo mộc mà bạn thích rồi gọi đó là tương cà bí truyền của nhà bạn hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé mình thấy nó bắt đầu sánh lại rồi này giờ mình kiểm tra xem nó đủ sánh chưa ha lấy một ít sốt cho ra cái đĩa để một lúc cho nó nguội xuống ha nó nguội rồi thì nghiêng cái đĩa nó chảy chậm chậm như vậy là được không đặc quá không lỏng quá giờ mình mới nêm muối mình sử dụng khoảng 10g muối hột cho cái đống sốt này Bạn nên muối cần nó đậm vị một chút Vì khi để nguội Thì cùng một lượng muối như vậy Nhưng đồ nguội sẽ nhẹt hơn đồ nóng Giờ thì tắt bếp và rây lại một lần nữa Để đảm bảo tương cà không có vật thể lạ Rồi giờ để nguội và đóng chai Vậy là xong rồi Chúc bạn thành công Chia sẻ cảm nghĩ của bạn bằng cách bình luận bên dưới nha